HB Shop thân chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cái chương trình Chui Mây để chúng ta backup cái hệ điều hành Win của chúng ta lại nha các bạn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ xài vào cái CMOS của cái máy để mình chọn boot từ USB. Tại vì USB của mình đã tạo cái USB boot rồi nha các bạn. Đây, mình gắn đây. Cho nên mình sẽ vào BIOS để mình chuyển sang là boot USB. Sau khi cài đặt hoàn chỉnh một cái máy rồi á, thì mình sẽ tạo một cái file backup để lưu trong máy nha, để phòng hờ sau này nó có trục trặc lỗi gì đó, mình sẽ dùng chương trình, mình sẽ bung cái file email đó ra lại để phục hồi lại hệ điều hành như lúc ban đầu mình mới cài nha các bạn. Vậy thì nó sẽ tiện hơn. Nếu mà chúng ta ngồi mà chúng ta cài lại thì nó mất thời gian khá là dài. F10 à. Cái này mình vào BIOS mình thiết đặt. F9. Đây, chúng ta vào trong Win 10 32 bit. Thì các file hệ thống nó sẽ load lên cái bộ nhớ RAM các bạn, chứ không phải nó chạy trên ổ cứng nha. Mình dùng cái USB boot này chạy trên hệ điều hành mini Windows 10 của nó chạy trên RAM chứ không phải là chạy trên ổ cứng. Đó là load lên RAM xong nó sẽ chạy lên Win 10 nha các bạn. Thì các bạn vào đây, các bạn có thể gỡ bỏ các cái file nhiễm virus không cần thiết, hoặc là vào đây chúng ta để tiến hành chia đĩa, xếp dữ liệu vân vân, rất là nhiều thứ. Đây, bây giờ chúng ta sẽ dùng trong một backup and restore. Chúng ta dùng Chui Mây nha. Chui Mây. Rồi. Hôm trước có một clip là mình đã nói tới vấn đề recover cái file đó ra. Bây giờ mình sẽ nói tới cái vấn đề là backup ha. Chúng ta backup lại cái file mây đó. Chúng ta chọn My Disk này ha các bạn. Đó. Rồi. Ta chọn My Disk. Sau đó chúng ta chọn hai cái file mà chúng ta cần backup lại. Đó. Rồi chúng ta nét. Rồi chúng ta để là tạo mới cái file backup nha. Đó. Vào chúng ta chọn cái đường dẫn để lưu cái file này lại. Bây giờ mình sẽ lưu vào ổ F. Hay là ổ D cũng được nha các bạn. Đó. Thì cái ổ cứng của mình đây. Đó. Lưu vào ổ E. Sau đó chúng ta đặt cho nó một cái tên là Win 10 đi. Đó, Win 10. Thì cái file backup này nó có định dạng là TIB nha các bạn. Đó. Chúng ta dùng phần mềm Chui Mây thì sẽ đọc được cái file này. Sau khi đặt tên xong chúng ta chọn OK. Rồi chúng ta nét tiếp. Rồi chúng ta chọn reset để nó tiến hành, nó sẽ backup lại. Thì chúng ta chờ cái quá trình nó backup, sau khi backup xong thì chúng ta vào xem là cái file backup nó như thế nào nha các bạn. Đó. Thì đây là cái bản Win 10 mình, sau khi mình đã cài đặt đầy đủ driver và các phần mềm ứng dụng, ví dụ như duyệt web. Sẵn đây mình sẽ nói luôn một cái laptop sau khi cài xong thì những phần mềm nào cần thiết nhất cho cái máy của mình. Thì sau khi cài Windows xong, chúng ta sẽ tiến hành cài các cái trình điều khiển của nó, ví dụ như trình điều khiển driver của các màn hình nè, các mạng LAN nè, rồi các wifi, các bluetooth, webcam, cả âm thanh. Đó là một số cái trình điều khiển driver cần thiết cho cái máy chúng ta phải cài đặt thì mới sử dụng được.
Đó, trường hợp như chúng ta không sử dụng được cạc mạng LAN, chúng ta gắn dây mạng vào mà nó không có mạng thì có thể là lỗi cạc mạng LAN hoặc là cạc mạng LAN của mình chưa có cài router. Thì tương tự cũng như cái cạc wifi cũng vậy đó, các bạn chưa cài cạc wifi thì chúng ta đâu có bắt sóng wifi được nha, thì không lên mạng được, cho nên chúng ta phải kiểm tra kỹ cái vấn đề này. Còn máy của mình nó không có tiếng hoặc là lo nó đánh dấu chéo màu đỏ các bạn, thì trường hợp này có thể là cái cạc wifi của mình nó bị lỗi hoặc là chưa cài driver cho nên nó không có tiếng được. Đó là cái trình điều khiển của nó sau khi chúng ta cài Windows. Tiếp tục là chúng ta sẽ cài các phần mềm ứng dụng nha các bạn. Các phần mềm ứng dụng gồm có những phần mềm nào, ví dụ như bộ Office nè, thì chúng ta sử dụng như một số bộ Office như bây giờ thường dùng là Office 2007, 2010, 2013, Office 2016, 2019, 2021 chẳng hạn. Đó, tùy theo các bạn muốn sử dụng cái bộ Office nào thì dùng. Tiếp tục nữa là bộ gõ Unikey hoặc là Viettel để chúng ta gõ được tiếng Việt, gõ theo kiểu Talet hay là gõ Vini đó các bạn nha. Tiếp nữa là các phần mềm nén và giải nén, chúng ta dùng WinRAR hay WinZip hay là 7zip đều nén và giải nén được hết. Đó, tiếp nữa đó là một cái phần mềm đọc file PDF nha các bạn. Thì một số cái file văn bản trên mạng bây giờ các bạn tải về thì nó có định dạng là cái phần mở rộng của nó là PDF, thì các bạn tải cái file định dạng PDF đấy về mới đọc được, ví dụ như là Photoshop Reader nè đó, hay là Adobe Reader. Đó là một số phần mềm để chúng ta đọc được cái định dạng PDF. Đó, tiếp nữa là cái phần mềm nghe nhạc Calicode đó các bạn ha, để đọc được một số định dạng MP4 HD như những định dạng nhạc sau này đó, Calicode. Rồi tiếp nữa là một số phần mềm như các bạn sử dụng, đó là các phần mềm nghe nhạc, xem phim, rồi chuyển đổi file nhạc, phần mềm quay phim màn hình desktop, phần mềm xử lý đồ họa, Photoshop, Corel, AutoCAD, hoặc là một số phần mềm lập trình, Pascal này kia các bạn, rất là nhiều. Đó là những cái phần mềm ứng dụng đó, thì các bạn có nhu cầu thì các bạn cài vào là sử dụng máy thôi nha. Đây, sau khi nó backup xong thì nó đã hoàn thành nè, chúng ta chọn OK nha các bạn. OK. Đó, bây giờ chúng ta sẽ thoát ra. Chúng ta sẽ thoát ra và chúng ta xem lại. Chúng ta vào disk computer nha. Lúc nãy là mình lưu vào trong OE. Đây, cái file nó của nó đẹp rồi. Chúng ta đặt Win 10 nè. Win 10. Mình nén lại là khoảng chừng 10GB nha các bạn. 10GB là 11GB. Có định dạng là TIB. Đó, vậy là mình đã cùng các bạn thực hiện các phần mềm TrueMA để backup cái hệ điều hành Win 10 của cái laptop của chúng ta, lưu lại trong ổ D hoặc là ổ E để sau này chúng ta phục hồi lại. Rồi các bạn chưa có nghiên cứu thì chúng ta xem clip và chúng ta nghiên cứu để biết thêm. Còn các bạn nào biết rồi thì xin bỏ qua clip này cho mình nha. Các bạn có thấy hay thì các bạn bấm like, đăng ký và bấm chuông để theo dõi những cái clip mới tiếp theo mà mình thực hiện. Chúc các bạn vui khỏe. Thân chào các bạn.